Chào mừng toàn thể quý hàng đã quay lại kênh chuyên phân phối đất nền BKM Trần Thành Bình Phước của Trọng Thơ nhé. Hôm nay Trọng Thơ lại có mặt tại dự án BKM Trần Thành giai đoạn 1, 2, 3. Và ngay vị trí Trọng Thơ đang chạy đây là trục đường quốc lộ 14. Và ngay góc Trọng Thơ đang vẽ đây là chợ Minh Thành đã hiện hữu hơn 10 năm nay. Và ngay vị trí này thì hôm nay công ty bất động sản Centerven bùng là một lô duy nhất nha cả nhà. Một lô duy nhất với diện tích 5/30 thổ cư 100% và được xây dựng tự do từ 1 đến 6 tầng. Vị trí ngay sát chợ Minh Thành đã hiện hữu và hoạt động từ 1 tháng 8 năm 2021. Và khu vực này thì đối diện là khu công nghiệp BKMX giai đoạn 1 311 ha đã hoạt động phủ kín lên tới 60%. Và ngay đây thì giá đất chỉ hơn 9 triệu trên 1 mét vuông nha cả nhà. Đường thì đang là đường sỏi chuẩn bị lưu và sẽ đổ nhựa trong thời gian sắp tới. Trước mắt chúng ta, hướng mà Trọng Thơ đang chạy đây là trường mầm non cấp 1, cấp 2 Minh Thành đã hiện hữu hơn 10 năm nay và Ủy ban Nhân dân phường Minh Thành cũng như là nhà văn hóa ấp 4 Minh Thành đang được xây dựng và sẽ cho vào hoạt động trong năm 2022 này. Với một vị trí nằm ngay lõi trung tâm, cách quốc lộ 14 chỉ 200m, cách trung tâm hành chính huyện Trơn Thành chỉ 1,5 km mà giá hiện tại chỉ hơn 9 triệu trên 1 mét vuông thì đây là một cơ hội đầu tư cho toàn thể quý hàng trong toàn cả nước sẽ nhân đôi nhân ba tài sản của mình trong thời gian sắp tới. Hãy liên hệ nhanh cho Trọng Thơ qua số điện thoại hotline 0962854858 để sở hữu vị trí duy nhất này. Trọng Thơ xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý hàng ở những video sau. Hãy đăng ký kênh của Trọng Thơ để theo dõi những video mới nhất cập nhật tình hình giá cả tại dự án BKMX Trơn Thành Bình Phước. Trọng Thơ xin chào và chúc quý hàng đầu tư thành công cùng tập đoàn BKMX và đồng hành lâu dài cùng bất động sản Centerland.